Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của bà ngoại ha lên thanh lý xả hàng lô mai giống mai ghép cho cô chú anh chị mình mua về cho Tết năm 2024 cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của bà ngoại nha. Không làm mất thời gian nữa em mời cô chú anh chị mình gặp luôn bà ngoại, đồ ngoại chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi ngoại chào bà con ngoại. Dạ, cũng xin chào cô chú và quý anh chị mình ở gần xa. Thì hôm nay nhà vườn cũng có lên một clip mai vàng Bến Tre và cũng có nhiều loại giống. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ giùm rất là mang ơn nhiều, thật nhiều nha. Rồi mình vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn ha. Mã số là... Rồi, tiếp theo là mã số 71N nha cô chú anh chị. Một cây siêu bông Sài Gòn ha. Còn một cây cuối cùng ha, thanh lý cho cô chú anh chị mình rẻ luôn ha. Rồi, nốt nụ nè cô chú anh chị ha. Là bao nốt nụ cho cô chú anh chị mình chơi ha. Thì cây này có cái lỗi tí xíu ngay đây. Thì cô chú anh chị mình về mình tha keo nó tự động nó kéo cái mài ngay đây là không sao nha. Rồi, thông số luôn nha ngoại. Này nụ chơi Tết thì khỏi chê á. Cây này quạnh được 20. Rồi. Chiều cao là được 74. Tán ngang là được 70. Rồi. Thì cũng cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cái cây này cái bộ gốc nó cũng đẹp nha cô chú và quý anh chị mình, hình dáng cũng vẫn đẹp luôn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này chỉ là có 1 triệu thôi nha, coi như giảm giá rất nhiều nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi, cây xứng đáng luôn. Rồi mã số 72N nha cô chú anh chị, là một cây cúc kem ha, có mặt hoa trên cây luôn nè cô chú anh chị. Cái bông thì bị sâu ăn cái nụ ở trên nên là nó không có nở bung ra ha. Còn cái bông bung ở dưới nè. Màu kem rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Nụ thì còn rất là nhiều ha. Hàng chơi Tết được nha cô chú anh chị. Bao Tết luôn á. Rồi thông số nha ngoài. Cây này quanh được 15. Rồi. Chiều cao là được 92. Tán ngang là được 73. Rồi. Thì cô chú và quý anh chị mình xem qua thì thấy cái cây này nụ đồ cũng ngon lành hắn cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này chỉ là có 600 thôi nha. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 73N nha cô chú anh chị, là một cây giảo tự xoắn nữa ha. Xoắn cục chùm chùm cục cục luôn nè cô chú anh chị. Nụ thì rất là nhiều ha. Rồi mày đã không số giùm con em ơi. Cây này hoành được 12,5. Rồi. Chiều cao là được 77. Rồi. Tán ngang là được 65. Rồi. Rồi cái này mình giao luôn như đây ngoại. Thì cô chú và quý anh chị mình thấy cái cây tự sắn này nó rất là đẹp. Cô chú và quý anh chị mình thấy cành thấy thương lắm. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này chỉ là có 600 thôi nha. Cây này coi như cây nào cũng giảm giá nhiều hết nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi đã cây. Rồi tiếp theo cây mã số 74N nha cô chú anh chị, một cây cúc thọ hương ha. Giá phong tàn thông ha. Cốt ta phôi lớn nha cô chú anh chị ha. Nụ nè, quá trời nụ luôn nha. Rồi nụ siêu nhiều luôn cô chú anh chị ha. Rồi ngoài đông sớm con mày. Ừ. Cây này hoành được 22,5. Rồi. Chiều cao là được 123. Rồi. Tán ngang là được 91. Rồi. Thì cái cây này cô chú và quý anh chị mình cũng thấy gốc nó cũng to ngon lành nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương nhà vườn mà ủng hộ cho cây này chỉ là có 600 thôi nha. Rất là dễ mua, hôm nay bán cái giá mềm dễ mua lắm đó cô chú và quý anh chị mình ơi. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số 75N nha cô chú anh chị, là một cây giảo tự xoắn nữa ha. Là xoắn cũng chùm chùm nè cô chú anh chị. Cây này mua về lấy bo thôi cũng lời nè cô chú anh chị ha. Nốt nụ nè, quá trời luôn. Hàng này chơi Tết thì khỏi chê luôn á. Rồi thông số luôn nha mày.
cái nêu anh được 16. Rồi. Chiều cao là được 97. Rồi. 8 ngang là được 72. Rồi. Rồi cái này mình cây này cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cây tử sắn này nó quá đẹp, quá ngon, bo nó quá là nhiều nữa nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương nhà vườn mà ủng hộ cho cái này, đúng ra là cây này 450, nhưng hôm nay là nhờ anh chị thương mà ủng hộ cho cái này 400 thôi. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 76N nha cô chú anh chị, là một cây siêu ôm Sài Gòn ha. Hàng này ghép già mùa dữ lắm mà cô chú anh chị, nút nụ ha, nhiều lắm nha, bao tết luôn á. Nụ lên màu mỡ gà hết tầng. Rồi mày đâm sớm con mày. Cây này hoành được 16. Rồi. Chiều cao là được 81. Tán ngang là được 86. Rồi. Cây này thấy vậy chú cũng tròn cây đẹp lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi, cái này mình giao lô bao nhiêu đây ngoài? Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương ủng hộ cho cây này, đúng ra cây này là 600 nhưng hôm nay giảm giá, nhờ cô chú và quý anh chị mình thương ủng hộ cho 550 thôi. Rồi, đợi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số 77N là một cây siêu ôm Sài Gòn nha cô chú anh chị. Giảo siêu ôm Sài Gòn ha. Cây thì nốt nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Nụ lên nè. Đó, mỗi nhánh, mỗi mắt lá đều có nụ nha cô chú anh chị. Nè, quá xá nụ luôn cô chú anh chị ơi. Nụ siêu nhiều luôn. Rồi ngoài đông sớm con mày. Cây này quanh được 16. Rồi. Ồ, chùm nụ luôn nè. Chiều cao là được 105. Rồi. Tán ngang là được 99. Rồi. Cái này mình giao lưu nhiêu đây ngoại? Thì cây này cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cây này rất là ngon ha cô chú và quý anh chị mình, thấy dễ thương lắm. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn, cây này chỉ có 650 thôi nha. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 78N nha cô chú anh chị, một cây giảo siêu ôm Sài Gòn nữa ha. Rồi nút nụ có luôn nha cô chú anh chị. Rồi ngoài đông sớm con ngoài. Nụ quá xá nụ luôn. Củ nở ha. Cái này hoành được 15. Rồi. Chiều cao là được 86. Rồi. Tán ngang là được 70. Rồi. Cái này mình giao lưu nhiêu đây ngoại? Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn, cây này là chỉ có 450 thôi nha. Cây này nụ nó rất là nhiều. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 79N nha cô chú anh chị, một cây siêu ôm Sài Gòn nữa ha. Cây này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ơi. Nút nụ đồ ngon lành nha. Hàng này chơi Tết thoải mái ha, bao cho cô chú anh chị mình chơi Tết nha. Rồi ngoài đông sớm con mày. Cây này hoành được 14,5. Rồi. Chiều cao là được 80. Rồi. Tán ngang là được 81. Rồi. Thì cái cây cũng tròn cây ngon lành nha cô chú và quý anh chị mình. Nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn, cây này là chỉ có 400 thôi nha. Hôm nay giảm giá nhiều lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Đợi cây. Lãi này không? Rồi tiếp theo cây mã số 80N cô chú anh chị ha, một cây nữ hoàng kem nha cô chú anh chị. Nữ hoàng kem thì bông chùm ha, có ánh xanh xanh rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Bông kem kem ha, ánh xanh xanh rất là đẹp ha. Này có nụ bông này nè cô chú anh chị ha, nó hơi hé kem kem nè. Nói chung là bông thì nói chung là vườn bà ngoại bao giống cho cô chú anh chị cứ an tâm nha. Rồi ngoài đông sớm con ơi, củ nở luôn cô chú anh chị. Rồi.
Hoành được 20. Rồi. Chiều cao là được 107. Rồi. Tán ngang là được 91. Rồi. Thì cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cho cây này chỉ là có 650 thôi nha. Thấy cái bộ đế nó dưới đẹp lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi. Thì cây này cuối clip luôn ha, ngoài chào hết luôn nha con ngoài. Thì cây này cũng là cây cuối clip. Thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị mình được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý, mừng ăn phát tài, mua may bán đắt nha. Rồi. Thì sau đó cũng chúc cho gia đình được tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như bà ngoại cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình nha.